đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Giấc mộng Trung Quốc của chúng ta, văn hóa tiến vạn gia, tham gia diễn xuất, Dịch Dương Thiên Tỷ, Trương Nghệ Hưng, Vương Tuấn Khải, Angela Baby, Hàn Tuyết, Trần Lập Nông, Lý Giai Kỳ, Hướng Ngụy Châu, Đàm Trắc, Đồng Khanh, Du Hạo Minh, Bình An. Ban đầu đoàn đội Khúc Thịnh ý định PR vẻ đẹp tự nhiên cho cô ấy, nhưng sau đó lộ ra bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ không thể chối cãi nên gần đây đã thay đổi phương thức PR, văn vẻ ý nói cô ấy rất nghiêm túc và kỷ luật, sẵn sàng thay đổi để làm đẹp, phải nói đoàn đội cô ấy là bậc thầy PR. Sam Thái, Đại S hỏi tội đạo minh tự, Ngôn Thừa Húc vì yêu đương với Sam Thái, Thẩm Nguyệt trong phim mới, em rất thích anh, Đại S đăng Weibo, Sam Thái, đạo minh tự, anh lén yêu đương với ai sau lưng tôi, đạo minh tự, Sam Thái đó, Ngôn Thừa Húc bình luận, Sam Thái, đừng nói với anh là em ghen tị nha. Điện ảnh Thế Kỷ Phong Bạo, đạo diễn Bành Phát, diễn viên chính gồm Trung Hán Lương, Ngô Trấn Vũ, Trương Triệu Huy, Hồ Hạnh Nhi, ngày 10 tháng 10 khai máy. Sau khi tạo hình của Dương Tử trở nên ồn ào thì phe đối diện của cô ấy đã mua rất nhiều bản thảo chê cho ấy fan, vì chuyện này mà có một thương hiệu cao cấp đã kéo dài thời gian khảo sát với cô ấy. Gần đây Lộc Hàm quay quảng cáo ở Thượng Hải, Quan Hiểu Đồng được phát hiện đến thăm anh ở trường quay, sau đó hai người cùng lên xe về khách sạn. Đài tử của Triệu Lệ Dĩnh mặc dù không phải đỉnh cấp trong các nữ diễn viên nhưng cũng xem là khá tốt, khi vừa xuất đạo cô đã từng dùng giọng thật, rất có cảm giác hài hòa với toàn bộ bộ phim. Phim mới của cô, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, được Yoku đầu tư, biên kịch cũng chính là biên kịch của Liệp Hồ. Em là niềm kiêu hãnh của anh, là do Nhiệt Ba nhận, đoàn đội ban đầu từ chối vì thù lao không lý tưởng, phiên vị lần này hai nhà đều không phản đối. Phim của Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ chiếu, chỉ có điều là chiếu mạng, phía đầu tư rất không thỏa mãn nhưng cũng không còn cách nào khác. Chương trình Tống Nghệ, Khóa Thứ Nguyên Tân Tinh, Phạm Thừa Thừa, Angela Baby, Vương Lâm Khải, Ngô Thư Hân. Đường Yên sinh một bé gái chứ không phải sinh đôi, gia đình cô ấy không muốn dùng bé con tạo nhiệt, lần này là truyền thông hỏi nên mới đáp lại, hiện tại cô ấy rất hạnh phúc. Đàm Tùng Vận đối với fan rất tốt, trước đây có fan đến thăm cô ấy đã tặng fan bánh tự mình nướng, còn cố nhớ tên từng người một. Hữu Phỉ tạm định Quý 4 phát sóng trên Tencent Video và đài truyền hình Hồ Nam. Tiêu Chiến sẽ hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du trong một bộ phim song nam chủ, nữ chính là Trung Sở Hy, để lấy lòng phía chế tác Tiêu Chiến chủ động nhường phiên vị, có điều bất kể cậu ấy tình nguyện nhường hay không thì Hoàng Cảnh Du vẫn phiên một. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bắc fan rất hy vọng họ có thể tương tác với nhau, dù sao trước đây quan hệ cũng rất tốt nhưng hai người lại khá dè dặt, thực tế họ ngầm tương tác với nhau nhiều hơn những gì fan thấy, từng có một tiết mục mời một người, sau đó mời nốt người còn lại vì bận lịch trình không muốn đi nhưng vì biết người kia có đi nên lại quyết định đi. Ngô Diệc Phàm rất được các đại đạo trong giới tán thành, nhân mạch tài nguyên của cậu rất rộng, có rất nhiều phim có chế tác tốt đang tiếp xúc cậu, bởi vì vụ việc xé phiên mà dẫn tới trải nghiệm không được tốt lắm, về sau cậu chọn quay vài bộ điện ảnh rồi mới tiếp tục quay phim truyền hình, sẽ nếm thử phim hiện đại. Ngô Diệc Phàm đang tiếp xúc một bộ đại nam chủ do Cụt sản xuất, nữ chính tạm định là Dương Siêu Việt, anh ấy đã ký hợp tác chiến lược với Cụt, Cụt cũng đang có kế hoạch đem Ngô Diệc Phàm và Dương Siêu Việt buộc chặt để tạo nhiệt cho Dương Siêu Việt. Sau khi sinh con và trở lại, Triệu Lệ Dĩnh đẹp hơn rất nhiều, về khí chất cũng tăng lên không ít, rất nhiều thương hiệu muốn cùng cô ấy hợp tác, cứ thế dần phát sinh xung đột lợi ích với người khác, việc cạnh tranh tài nguyên là không thể tránh khỏi. Ngày 2 tháng 8 trong đại hội thường niên của Tencent đã có hình ảnh xác nhận phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn sẽ có phần 2, theo thông tin trên Weibo thì dàn cast của phần 2 sẽ được giữ nguyên từ phần 1 gồm có Triệu Lộ Tư, Đình Vũ Hề, phần 2 là một câu chuyện độc lập so với phần 1. Gần đây độ chú ý của Quan Hiểu Đồng tương đối cao, bởi vì phim mới danh tiếng tốt nên khán giả cũng tự có nhận định.
Hứa Khải hiện ở một cái vị trí khá lúng túng, mặc dù Vu Chính hết lòng nâng đỡ, trước sau đều cung cấp tài nguyên cho cậu ấy, tuy nhiên nếu khán giả không hưởng ứng thì Vu Chính làm gì cũng vô ích. Hứa Khải muốn thay đổi vị trí của mình thì cần dựa vào tác phẩm, dùng tác phẩm đánh vỡ ấn tượng mà cư dân mạng gán cho mình, chỉ cần làm được việc này, địa vị tự khắc tăng lên.